Chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì có một số cái lưu ý cho những anh em mới chơi cũng như là mới sử dụng đến cái dòng bật lửa đu bông này. Bật lửa đu bông thì cái cơ chế đầu tiên khi mình mở cái nắp ra này ra nhé, thì ở cái phần đây nó sẽ có một cái nẫy gọi là nẫy ga. Khi mà mở ra thì ga ở cái lỗ ga sẽ tự động kích hoạt xì, chỉ để chờ mình đánh lửa thôi nhé. Đó, chỉ chờ mình đánh lửa thôi. Để đánh lửa thì các bác gạt sang bên tay trái này, gạt mạnh tay nhé, gạt mạnh tay. Còn đánh như vậy thì nó không ra lửa đâu, hoặc là nếu mà nó có ra thì nó cũng không bắt được lửa được đó. Và để thay đá thì ở đầu là chúng ta sẽ có một cái nẫy bấm xuống này, chúng ta bấm xuống và cái thanh gạt đá này nó sẽ tự động bật ra đó, tự động bật ra và mình thay cái viên đá mới vào thôi. Có nhiều bác không biết nhé, khi mà thay đá thì để cái bánh xe này nó ngược chiều thì sẽ không không bật được nhé, các bác để ý nhé. Bánh xe thì nó sẽ có hai mặt đấy, để đúng theo cái mặt như ban đầu thì nó sẽ được nhé. Mặt như ban đầu thì cái đường kẻ chéo này nó sẽ quay về bên trong nhé, chứ không phải quay về hướng ra bên ngoài thì mình sẽ bật được nhé. Thay đá xong thì chúng ta sẽ gọi là kéo cái thanh đá này ra, nghe tiếng cạch mà phát là được. Và dòng này thì vẫn là bơm ga thay đá ở bên dưới thôi. Lỗ này là lỗ bơm ga các bác nhé. Các bác bơm ga thì tầm khoảng 56 giây là đầy. Bơm ga thì bên em có bán kèm những cái bình bơm ga chuyên dụng đấy. Chỉnh lửa to nhỏ thì chúng ta lưu ý nhé. Lưu ý là chỉ cậy cậy cái nút này lên và chỉnh lửa to nhỏ thôi, chứ không được tháo hẳn cái con ốc ở giữa này ra nhé. Đó, đấy là một số cái lưu ý nho nhỏ cho các bác mới chơi cũng sử dụng bật lửa đu bông. Bác nào thích những chiếc bật lửa đu bông mới độc lạ thì liên hệ với shop em nhé. Có rất là nhiều mẫu đẹp độc lạ cho các bác chơi. Đu bông thì chơi cực kỳ sang tay rồi. Đặc điểm âm thanh hay.